Nghị định 01 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ quy định về việc chuyển lực lượng kiểm lâm ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn xuống thành lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho những kiểm lâm viên đang công tác tại vườn quốc gia và khu bảo tồn, nhất là trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ rừng. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Thưa quý vị, đây là cây gậy cao su, một trong bốn cây dụng công cụ hỗ trợ hiện nay lực lượng bảo vệ rừng tại gốc đang sử dụng. Và với những cái công cụ hỗ trợ này thì nó khá là thô sơ trước những cái tình huống mà nguy hiểm khi mà lực lượng bảo vệ rừng đi tuần tra kiểm soát. Ngoài gậy cao su thì súng bắn cao su và roi điện là những công cụ chính mà lực lượng bảo vệ rừng được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ, trong khi đây là các công cụ rất dễ bị hư hỏng khi thời tiết ẩm ướt. Vì vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe khi đi tuần tra, kiểm tra rừng. Trước đây thì lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn được trang bị vũ khí quân dụng, nhưng hiện nay thì vũ khí quân dụng là không còn nữa, nên công tác trấn áp các cái đối tượng đó rất chi là khó khăn. Lâm tặc thì đi săn nó rất nhiều, mà vũ khí của lâm tặc thì toàn hàng quân dụng với hàng xịn không à. Như vậy thì mình rất khó khăn trong việc để trấn áp lâm tặc và bắt đối phương. Mặt khác, hiện nay do chuyển xuống làm nhiệm vụ bảo vệ rừng chuyên trách nên khi phát hiện trường hợp vi phạm trong rừng, họ cũng không có thẩm quyền xử lý và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên dễ bị lâm tặc tấn công. Vì vậy, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách mong muốn được trang bị công cụ hỗ trợ đủ sức răn đe để tự tin khi làm nhiệm vụ.